Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng các con đã quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 4 của Vietsách. Các con thân mến, trong tiết tập đọc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc có tên gọi Tre Việt Nam. Tiết học của chúng mình ngày hôm nay sẽ có 4 hoạt động chính. Hoạt động 1, luyện đọc đúng. Hoạt động 2, tìm hiểu bài. Hoạt động 3, luyện đọc hay. Và hoạt động 4, củng cố. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hoạt động đầu tiên, hoạt động luyện đọc đúng. Cô mời các con lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc Tre Việt Nam. Tre xanh, xanh tự bao giờ? Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi. Ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi, đất vôi bạc màu. Có gì đâu, có gì đâu, mỡ màu ít, chắt dồn lâu hóa nhiều. Tre bao nhiêu rễ, bấy nhiêu cần cù, vươn mình trong gió tre đu, cây kham khổ vẫn hát du lá cành. Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh, tre xanh không đứng khuất mình bóng râm. Bão bùng thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu, tre gần nhau thêm. Thương nhau tre chẳng ở riêng, lũy thành từ đó mà nên hỡi người. Chẳng may thân gãy cành rơi, vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng. Nòi tre đâu chịu mọc cong, chưa lên đã nhọn như trông lạ thường. Lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cộc che nhường cho con. Măng non là búp măng non, đã mang dáng thẳng thân tròn của tre. Năm qua đi, tháng qua đi, tre già măng mọc có gì lạ đâu. Mai sau, mai sau, mai sau, đất xanh tre mãi, xanh màu tre xanh. Vừa rồi các con đã được lắng nghe cô đọc bài tập đọc Tre Việt Nam. Ở trong bài tập đọc này, các con thấy rằng đây là một bài thơ. Chính vì vậy, chúng mình cần phải lưu ý về cách ngắt nghỉ nhịp thơ. Ở đây, cô đưa ra một số câu thơ để các con dễ dàng hình dung. Tre xanh, xanh tự bao giờ? Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Đất xanh, tre mãi, xanh màu tre xanh. Bây giờ cô dành thời gian để các con luyện đọc cho cô những câu thơ này. Tiếp theo chúng mình đến với phần giải nghĩa từ. Ở đây chúng ta có từ lũy thành, có nghĩa là bờ cao, thường được đắp bằng đất hoặc xây bằng gạch đá để bảo vệ khu vực bên trong. Còn lũy tre ở đây là hàng tre được trồng rất dày để làm thành rào bảo vệ. Quan sát trên hình ảnh ở đây các con thấy rằng đây chính là những lũy tre được trồng san sát nhau rất dày và nó tạo thành một hàng rào để bảo vệ. Tiếp theo chúng ta đến với hoạt động số 2, tìm hiểu bài. Câu hỏi số 1, những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam? Cần cù, đoàn kết, ngay thẳng. Vậy thì trước tiên ta phải hiểu được nghĩa của ba từ cần cù, đoàn kết và ngay thẳng. Cần cù có nghĩa là chăm chỉ và chịu khó. Đoàn kết là kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung. Ngay thẳng hay thẳng thắn là chân thật và thẳng thắn, không gian dối, không thiên vị. Ở trong bài tập đọc này, các con thấy rằng tác giả đã mượn hình ảnh của cây tre để miêu tả, để nói về con người Việt Nam. Hay nói cách khác, tre chính là tượng trưng và hiện thân cho con người Việt Nam. Chính vì vậy, những đặc điểm của cây tre cũng nói lên những phẩm chất tốt đẹp, cao quý của con người Việt Nam. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra những hình ảnh của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp. Đầu tiên là cần cù, đó là các hình ảnh thơ. Ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi, đất vôi bạc màu. Rễ xiêng không ngại đất nghèo, tre bao nhiêu rễ, bấy nhiêu cần cù. Các con thấy đấy, con người Việt Nam cũng như tre, mặc dù sinh ra ở những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất sỏi, đá vôi, bạc màu, thế nhưng con người Việt Nam vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn chăm chỉ, siêng năng, cần cù lao động. Tiếp theo, những hình ảnh của tre tượng trưng cho tình đoàn kết, chúng ta có bão bùng thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu, tre gần nhau thêm. Thương nhau, tre chẳng ở riêng,
lũy thành từ đó và nên hỡi người. Đây chính là những hình ảnh của tre cho chúng ta thấy được tinh thần đoàn kết. Từ đặc điểm sinh sống của cây tre đó là chúng mọc gần nhau, mọc sát nhau để tạo nên những thành lũy và thân bọc lấy thân, cũng nói lên tình đoàn kết lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, luôn yêu thương, giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau. Tiếp theo, C, những hình ảnh của tre tượng trưng cho tính ngay thẳng. Chúng ta có các câu thơ: chẳng may thân gãy cành rơi, vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng. Nòi tre đâu chịu mọc cong, chưa lên đã nhọn như trông lạ thường. Từ đặc điểm của cây tre đó là chúng mọc thẳng, vút lên cao. Tác giả đã khéo léo nói lên phẩm chất ngay thẳng của con người Việt Nam. Tiếp theo, câu 2, em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non và vì sao? Mỗi bạn lại có sự yêu thích khác nhau về hình ảnh của cây tre và búp măng non. Các con có thể tùy ý chúng mình lựa chọn một hình ảnh về cây tre hoặc búp măng non, miễn là các con giải thích được vì sao chúng mình lại thích hình ảnh đó. Ở đây cô có hai hình ảnh để các con tham khảo. Hình ảnh đầu tiên, lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cộc che nhường cho con. Ở đây hai hình ảnh thơ này nói lên sự hy sinh của cây tre cho cây măng, nhưng thông qua đó cũng chính là sự hy sinh nhường nhịn của thế hệ trước cho thế hệ sau, của cha mẹ dành cho con cái. Tiếp theo, nòi tre đâu chịu mọc cong, chưa lên đã nhọn như trông lạ thường. Ở đây hai hình ảnh thơ này chúng ta thấy được nó xuất hiện trong câu C vừa rồi, tức là những hình ảnh của cây tre gợi lên những phẩm chất ngay thẳng của con người Việt Nam. Với hình ảnh thơ này, chúng ta biết được con người Việt Nam khỏe khoắn, ngay thẳng và bất khuất. Như vậy, từ hai câu hỏi này, chúng ta rút ra được nội dung chính của bài tập đọc tre Việt Nam, đó là cây tre tượng trưng cho con người Việt Nam. Qua hình ảnh cây tre, tác giả đã ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam, đó là đoàn kết, giàu tình yêu thương, ngay thẳng và chính trực. Như vậy, các con đã hiểu được nội dung chính của bài tập đọc này rồi. Ta đi đến hoạt động số 3, luyện đọc hay. Để các con có thể đọc hay được bài tập đọc này, chúng mình cần lưu ý trước tiên là về giọng đọc. Bài tập đọc này chúng mình sẽ đọc với giọng nhẹ nhàng, cảm hứng ngợi ca và có sự thay đổi giọng đọc theo từng đoạn. Bây giờ cô mời các con lắng nghe cô đọc đoạn thơ này. Trong đoạn thơ này thì lưu ý này, chúng mình phải ngắt nghỉ hơi ở vị trí có dấu câu và các vị trí cô đã đánh dấu và nhấn giọng ở các từ ngữ cô đã để màu đỏ đây nhé. Bây giờ cô mời các con lắng nghe cô đọc. Nòi tre đâu chịu mọc cong, chưa lên đã nhọn như trông lạ thường. Lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cộc che nhường cho con. Măng non là búp măng non, đã mang dáng thẳng thân tròn của tre. Năm qua đi, tháng qua đi, tre già măng mọc có gì lạ đâu. Tiếp theo, hoạt động củng cố. Trong hoạt động củng cố này, cô có một bài tập nhỏ dành cho con. Chúng mình hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành cho cô các nhận định. Ở đây cô có 4 nhận định và 4 nhận định này thì còn đang viết. Và các con sẽ có thời gian 3 phút để hoàn thành cho cô bài tập này nhé. Ở đây, trong câu A, các con sẽ nêu nội dung chính của bài tập đọc tre Việt Nam, đó là cây tre là tượng trưng cho con người Việt Nam. Và qua hình tượng cây tre thì tác giả đã ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam, đó là đoàn kết, giàu tình yêu thương, ngay thẳng và chính trực. Giọng đọc của bài tập đọc này là giọng nhẹ nhàng và cảm hứng ngợi ca. Với ý C, những hình ảnh của tre gợi lên phẩm chất đoàn kết của con người Việt Nam, đó là bão bùng thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu che gần nhau thêm, thương nhau che chẳng ở riêng, lũy thành từ đó mà nên hỡi người, lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cộc che nhường cho con. Còn ở câu D, những hình ảnh của tre gợi lên phẩm chất cần cù của con người Việt Nam, đó là ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu, rễ xiêng không ngại đất nghèo, tre bao nhiêu rễ cần cù bấy nhiêu. Qua bài tập vừa rồi, cô cũng mong muốn rằng chúng mình sẽ được tổng hợp lại những kiến thức chính chủ yếu của bài tập đọc tre Việt Nam. Còn bây giờ, tiết học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.